Hai mì xin bánh chào các bạn. Bây giờ bỏ móng hai mì sơn xong rồi nè, hai mì sẽ bỏ cái là nail art poi glue lên nha. Trước khi em mì giả lại mì bỏ lên này là bên đây là ba ngón. Bỏ cũng vừa phải thôi, đừng có nhiều quá nha các bạn. Bạn thấy cái màu mắm là cái màu sơn rất là natural, nó rất là đẹp nên mình đã sơn xong rồi. Bây giờ mình cho hai bên đây, rồi bên đây là chỉ hai ngón thôi nha các bạn, em mình sẽ bỏ hai ngón. Tôi thách thức một bên dĩa hai ngón, một bên dĩa ba ngón. Rồi bây giờ mình sẽ cho hơi luôn cái bên đây. Cái loại này mình phải hơi trước khi mình bỏ cái thôi lên đó các bạn. Bây giờ là em mình sẽ lấy cái thôi nha. Mình cho hơi trước nha. Rồi mình đã hơi được 50 giây rồi, bên đây đây các bạn thấy miếng phôi màu kim tuyến mà hơi tròn tròn nè, để mình sẽ ẩn lên nha. Đó, ít ít thôi, để mình trừ những cái khoảng trống để mình vẽ lên, mình cũng phải coi địa điểm đó các bạn, thì mình còn trừ khoảng trống để vẽ cái mẫu vẽ nè. Rồi mình ẩn bên đây nha. Mày ấn trên đây xíu nè. Đó, và mày đã ấn xong bên đây. Rồi mày cho hơi qua đây, bên đây cũng vậy, bên đây là chỉ hai ngón thôi nha các bạn. Rồi mày đã ấn xong. Rồi bước kế tiếp nữa là em sẽ dùng cái chai vẽ lai màu đen nha. Mình sẽ vẽ ngón này trước. Các bạn thấy mình vuốt cái nước sơn lấy vừa phải, đừng có nhiều quá nha các bạn. Rồi mình vẽ cái lai màu đen này. Rồi bây giờ nó có những cái tia ra nha các bạn. Bạn thấy mình đi cái tia ra không? Rồi trong những cái tia ra này, đây mình sẽ chấm những cái chấm đen lên nè. Mẫu nó rất là đơn giản nhưng mà rất là dễ thương các bạn, cũng rất là dễ làm cho mình ạ. Đó các bạn thấy lại mình đã xong một ngón. Rồi tới ngón thứ hai thì mình vẫn xài cái màu đen này luôn. Ở trên đây để mình đi xuống nha, để mình đi xuống một nhánh nhỏ nha các bạn nè. Rồi ở đây mình vẽ một cái lá cái đuôi nè. Mình tô cái lá lại. Rồi hai bên đây để mình đi hai cái lá nè. Đây một cái lá nữa nè. Khi mà mình vẽ cái lá xong rồi dùng cái đen để mình tô lại luôn. Cái mẫu vẽ này rất là dễ các bạn, mình dễ vẽ mà dễ kiếm tiền nữa. Bây giờ khách nó cũng thích vẽ mấy mẫu như vậy hơn là vẽ hoa, cũng tùy theo người nữa nha các bạn. À, cái lá vậy mình uống vô chỗ này cho nó ẩm cho nó đẹp nha. Rồi lại mì đã xong. Rồi ở dưới đây lại mì vẽ hai cái lá dính vào nhau là không có cái cành nha. Một cái đi ra, một cái hướng này. Mì sẽ tô lại. Các bạn biết cái lá hay mì đưa cái đường ghiền bên ngoài xong rồi mì mới tô lại.
cá bên đây cũng vậy. Rồi em cho thêm hai cái rau hai bên nè. Rồi em đã xăm thêm một mẫu nữa các bạn thấy không? Cực kỳ đơn giản luôn. Bạn nào cũng có thể vẽ được. Bây giờ nhiều những cô khách trẻ của em mì hay những cô khách có tuổi chút cũng vậy các bạn. Vẽ những cái mẫu như vậy đó. Rồi bây giờ tới ngón cái nha. Ngón cái bây giờ em mì cũng vẽ một cái lần lên nè. Rồi bây giờ em mì vẽ những cái tưa ra nè. Bây giờ mình vẽ tiếp những cái lá nha. Cái mẫu này thì cái lá nó hơi dài hơi to một chút nha các bạn. Các bạn biết mình làm neo này nè, nhiều cái mẫu mình vẽ đó có nhiều bạn nói trời ơi mẫu xấu vậy mà cũng vẽ, nhưng mà thật sự là khách khi nó lại tìm đó các bạn, những câu khách đó người ta yêu cầu sao mình vẽ vậy. Có nhiều cái mẫu mình thấy xấu lắm nhưng mà khách nó thích thì mình vẽ thôi đó. Các bạn thấy em đi cái lá trước rồi em mới tô lại cái nét không. Rồi ở chót này em sẽ đi một cái lá ở chót này. À, vậy mình đi cái đường thân lại cho nó đậm một tí xíu ha. Đó các bạn thấy là mình đã xong. Là bàn tay bên đây là ba ngón vẽ rồi, vậy mình qua đây sẽ vẽ hai ngón nha các bạn. Rồi ở đây thì mình sẽ vẽ một cành đi lên nè. Rồi, nó có vẽ ra từng nhánh như vậy nè nha. Rồi cái cành đi lên chẻ từng nhánh. Giờ bước thứ hai nữa để mình sẽ chấm những cái chấm trên cái cây này, nó giống cái hình nó giống như cái cây khô vậy các bạn, rụng hết lá rồi đó, nó có những cái trái còn sót lại đó. Rồi nên mình xong một ngón nữa các bạn thấy em nó rất là dễ luôn, nó cũng có cái nét đẹp riêng của nó. Rồi giờ bên đây ngón này em mình sẽ vẽ thêm hai cái khoảng trống, đầu này một cái, đầu này một cái. Em mình sẽ vẽ cái lá dài xuống nè, mình tô lại nè. Nếu mà nước sơn mà hay đặt đó, các bạn lấy nước sơn nó hay lỏng ra một tí xíu nha, nên khi mình tô nó sẽ hạn chế cái vấn đề là cái lá nó bị sập. À, má này em bị đi một cái nhỏ nhỏ nữa. Các bạn thấy không, cực kỳ đơn giản luôn. Rồi trên đây em bị đi một cái cành đi lên đây, cái cành đi lên đây. Rồi em sẽ vẽ một cái lá nhỏ ở đây nha. Rồi trên đầu nó có một lá nữa nè. Rồi ở bên đây lại mình sẽ đi ở những cái nhánh đó. Bạn thấy em đơn giản nhanh dữ lắm, mình dễ kiếm tiền khách hàng nữa. Vậy mày chấm lên những cái khoảng trống này nè đó. Đó. Đó bạn thấy em mày đã xong không, rất là đơn giản. Cái này mùa đông dễ cũng đẹp lắm nha các bạn. Bây giờ tay bên đây em mày quan nữa, em mày sẽ cho hơi nè, em mày sẽ cho hơi một chút xíu. Tay bên đây em mày cũng sẽ cho hơi luôn nha các bạn, trước khi em mày bỏ thấp treo lên. Đây em mình giới thiệu lại sản phẩm để em mình vẽ hôm nay.
là gồm có cái chiêu đặc này để chấm những cái hộp nhỏ nhỏ. Cái thứ hai nữa, cái cây cọ này các bạn thấy không, mình chấm đầu lớn đầu nhỏ tùy theo mình muốn. Rồi cái thứ ba nữa, chai nước sơn ai mày là hiệu này nó cũ quá rồi các bạn, nhưng mà cái cỏ nó rất là đẹp. Đó là những cái màu màu đen để em mày dùng vẽ. Còn đây là cái phôi glue để em mày dán cái phôi lên đó các bạn, là em mày xài cái glue loại này nó rất là tốt. Là các bạn coi clip, nếu các bạn thích những cái sản phẩm em mày thì các bạn coi cái hiệu này, các bạn lên Amazon order nha các bạn. Những cái sản phẩm này em mày mua Amazon không. Rồi bây giờ em mày cho hơi xong rồi, cái bước cuối cùng là em mày sẽ bỏ thớt treo lên cho cô khách này nha các bạn. Đây bây giờ em mày bỏ thớt treo lên cho các bạn coi cái móng nó rất là xinh luôn. Đây đó, hôm nay là em mày chia sẻ các bạn là những cái mẫu vẽ này cũng tương đối rất là cơ bản, những bạn mới vào nghề là có thể vẽ mà lấy tiền khách cũng rất là dễ luôn các bạn, mà nó đơn giản nó lại đẹp nữa. Bây giờ em mì xin kết thúc cái video ngày hôm nay tại đây nha các bạn. Các bạn thương mến em mì thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em mì nha các bạn. Em mì xin chào tạm biệt tất cả các bạn.